cái mặt hàng thảm sơ dừa này thì nó đã phổ biến từ lâu rồi, nhưng mà hiện tại, tới thời điểm hiện tại thì Việt Nam mình rất là ít doanh nghiệp, chỉ chủ yếu tập trung ở những vùng như Trà Vinh với Bến Tre là sứ dừa thôi. Những cái mặt hàng này thì xuất sang Hàn Quốc thì họ sẽ áp dụng trong cái vấn đề là xây dựng công nghiệp, trang trí nội thất. Sắp tới thì tôi có định hướng là sẽ xúc tiến tới thị trường châu Âu và châu Mỹ. Cái chất liệu nó là đặc biệt là sơ dừa hết, làm từ cái vỏ dừa ra. Tại sao lục bình chiếu lát làm được và sơ dừa mình không làm được? Rất là chắc, giống như là nó chịu được nước, chịu được nắng, chịu được mưa, rất là bền. Khu du lịch sinh thái mở ra rất là nhiều, những du lịch miệt vườn thì cái này thích hợp cho những khách du lịch. Và là những cái resort, những cái nhà hàng, khách sạn là vẫn xài. Mới bắt đầu làm thì có bán cho được là khu du lịch Đầm Sen ở bên Đồng Tháp, với là trạm dừng chân Minh Anh ở Tây Ninh, cho mấy cái quán cà phê là những cái daily. Những cái sọ rổ này là cho những cái quán cà phê mà họ làm theo cái kiểu dân dã đó, thì họ rất là thích. Mặt hàng này thì lót trong cửa phòng khách sạn, nhà nghỉ, nhưng mà mấy cái khu du lịch mà lá đồ đó, tre lá đồ thì dùng cái này rất là thích hợp.